xe mà tập trung đăng ký xe thôi. Anh cũng tận xe rồi mang nó phạt luôn lên ra đâu lấy anh? Lên trên công an phường 1180 được lắm. 1180 cũng gần cái đội 2 gần đội 3 giao thông đội 3 thế là phường Láng Thượng. Anh muốn để bỏ xe vào nhá. Vâng. Điểm D khoảng 2 điều 6 ấy, 100. Nơi này phạt 200-300. 350.000. Ngày xưa là 200-300. Theo nghị định cũ, nhưng mà sửa đổi bổ sung nghị định 2021 rồi, 350. Các cô bà cô phạt đã biết mà. Em ngày tháng năm sinh em bao nhiêu? 2 lịch 3. Không. Anh đi bảo tạm giữ người kia nào. Đúng rồi. Ê, lên có bạc luôn. Ô, có bạc của thằng Đồng Đa này có thể là chưa đúng trước đấy. Đâu, ra ngay ngân hàng của Việt Tim Banh ấy. Đây là được rồi. Được. Gần. Có 185 mà. Wow, là thằng Việt Tim Banh à? Ừ, ngân hàng cái đấy lột cũng được mà. Không cầm liên mờ về cho bọn anh là được. Ok. Có sao đi ship à? Vâng. Ship về. Khóc. Không. Đỗ lòng đường. Làm thế lại đi sớm chứ. Cầm mỗi cái này lên rồi là được việc. Anh sẽ liên mờ cho tôi. Ok. Đây anh gặp em một lỗi nhá. Vâng. Lỗi để xe để làm đường vô tình nhá. Vâng.
công nhận một lỗi vi phạm. Đi nhanh lên. Rồi tôi giữ. Đây em muốn là lên đi phường cầm hai này theo nhá. Đâu nguyên chó. Mày không ngồi với cháu bố thì đéo xin được cái gì ở đây đâu. Ai đâu? Không quay. Ui, mày không quay cái gì. Rất là ngu luôn.